Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin chào quý cô chú anh chị. Thì đây là cái đường lộ nhựa, đường tỉnh lộ 878B nè anh chị. Hướng này mình đi tầm khoảng 1,2 km là mình ra ngay chỗ chợ Tịnh Hà, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 nha anh chị. Đi khoảng 4 km là mình ra ngay chỗ quốc lộ 1A, chỗ ngã ba Hòa Tịnh nè anh chị. Thì đây là cái đường vào trong những cái nền đất giá rẻ của mình nha anh chị. Những cái nền đất của mình giá chỉ có là 200 mấy chục triệu với 300 mấy chục triệu một nền thôi nha anh chị, rất là rẻ luôn. Đó, và đặc biệt là full thổ cư, sổ hồng riêng hết nha anh chị. Đây là cái đường đi vào đất của mình, từ đường chính á, mà mình đi vào trong đất của mình tầm khoảng 450m là đến nha anh chị. Một đường thẳng duy nhất, không có cua quẹo nhiều nha anh chị ơi. Nên anh chị nhìn thấy á, nhà dân hai bên rất là đông đúc luôn nè. Đó, bên trái em anh chị nhìn thấy á, là nguyên cái nhà lầu luôn nè, người ta mới xây nha. Đó, và anh chị thấy á, là dân cư hiện hữu, điện nước đầy đủ luôn nha anh chị. Từ nhà của mình á, mình đi ra quốc lộ 1A, xong đó mình đi khoảng 1km nữa là mình đến với lại là khu công nghiệp Tân Hương nha anh chị. Còn mình đi về thành phố Hồ Chí Minh á, là tầm khoảng là 48km là mình đi về thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị ơi. Đó, nơi đây anh chị nhìn thấy á, là rất là đông đúc nè. Đó, nhà dân rất là nhiều, san sát nhau luôn. Ở đây người ta trồng thanh long rất nhiều nha anh chị. Đó, nguyên cái vườn thanh long bên tay trái em nè, đang cho trái luôn nha anh chị. Thì khu vực này á, thì thuộc là ấp An Thị, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Thì em giới thiệu với anh chị là những cái nền đất giá siêu rẻ luôn và san lấp mặt bằng cho mình luôn nha anh chị. Những nền đất rất là đẹp, ngang 7x14,5 nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy trước mắt mình bên tay trái nè là nguyên cái nhà lầu của anh ta luôn. Đó, và nhà lầu này thì anh chị thấy là cũng mới xây nha anh chị. Ở đây dân cư rất là đông đúc rồi. Đó, mình đi khoảng 450m cái mình quẹo phải nhẹ cái là mình đến với đất của mình nha. Đó, nên chị nhìn thấy là đường xá này là đường xe máy nha anh chị. Đường xe máy chứ không phải đường xe hơi nha. Cho nên đất của mình rất là rẻ luôn, phù hợp với là anh chị nào mà mình có thu nhập trung bình á, mình có thể mua được. Đây là mình vào trong đất của mình nè anh chị. Ở đây thì em có 8 nền, em đã bán hết một nền là nền số 4 rồi. Còn lại là nền số 1, số 2, số 3 thì chủ đang tách thửa, cho nên là sẽ báo giá sau cho mình nha. Riêng cái nền số 1 là ngang 9m nha anh chị, còn những nền còn lại là ngang 7m nha. Đây là cái trụ nước của mình nè anh chị. Cái trụ nước của nền này nó sẽ cung cấp nước cho những cái hộ dân xung quanh nha. Thì mình về đây là mình vô đường điện, đường nước là ok hết nha anh chị ơi. Nhà dân ở đây rất là đông rồi. Đó, đây là cây cầu bắc qua những nền đất của mình ha. Cầu này thì rất là rộng rãi rồi. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị biết là vị trí những cái nền đất của mình. Thì đây là nền số 1, ngang 9x14,5. Giá thì sẽ cập nhật sau nha anh chị. Còn phía trong á, từ nền số 4 trở đi á, thì nền số 4 thì em bán rồi. Đó, đây là cái trụ cắm của mình nè. Địa chính vô đây người ta đo đạt xong hết rồi đó anh chị. Có cắm trụ hết trơn rồi nè. Một cái nền như vậy là ngang 7 nha anh chị. Ngang 7m, dài là 14,5. Đó, có cắm trụ xong rồi. Và anh chị thấy là đất bằng phẳng, không có sụp lún gì nha anh chị. Mình về đây mình đổ đất xây nhà rất là tiết kiệm luôn, không có bị lún nhiều ha. Thì cái đường bê tông này là đường bê tông 2m nha anh chị. Đây là đường nội bộ nha anh chị ơi. Đó, đây là đường nội bộ thì nè, em nói trước cho anh chị biết ha. Đây là lối đi chung đường nội bộ nha anh chị, chứ không phải là lối đi công cộng nha. Đây đường nội bộ thôi. Đó, và anh chị nhìn thấy là những cái lô đất này là được cắm cọc phân chia sẵn sàng hết rồi. Thì mỗi nền là sẽ ngang 7 dài 14,5, giá dao động từ 200 mấy chục triệu đến 300 mấy chục triệu nha anh chị. Anh chị có liên hệ trực tiếp với em thì em sẽ báo giá chính xác cụ thể cho mình luôn nha. Thì bây giờ anh chị nhìn thấy nè, đây là đất của cái nền mình là rất là cao ráo sạch sẽ nha. Thì tụi em có làm sẵn là mấy cái hố ga như vậy nè, mai mốt anh chị mà mình xây nhà đó thì mình có cái chỗ để mình thoát nước nha anh chị. Đó, có xây hố ga lắp đặt ống thoát nước cho mình sẵn rồi nè. Đó, và em nhắc lại với anh chị, đây là toàn bộ đất thổ cư 100% hết, sổ hồng riêng nha anh chị. Đất thổ cư, sổ hồng riêng, ngang 7x14,5, tầm khoảng 100m², đất ở tại nông thôn nha anh chị. Về đây mình xây nhà thoải mái nha. Đó, và giá chỉ có 200 mấy chục triệu thôi, rất là rẻ nha anh chị ơi. Anh chị nào mà muốn mua cứ lô trực tiếp cho em nha. Mình trực tiếp mình đi xem đất cũng như là mình thương lượng nhẹ nha anh chị. Thương lượng nhẹ về mặt giấy tờ thôi nha anh chị ơi. Thổ cư sổ hồng riêng 100%.